Đây bác, màn hình bị thu nhỏ đây nhá. Bác bảo cài đặt này. Phần cài đặt hiển thị này. Cái chữ focal và chữ buộc xoay vòng này, tiếng Anh là focal ấy. Bác vào đây. Bác cho tự động. Bác khởi động lại màn cho em. Đây, khởi động lại màn. Hoặc là bác lấy tăm, bác chọc cái lỗ reset này cũng được. Vậy lên màn hình là được ạ.